thích đá đúng không? Đại ca, cô ấy đánh dữ quá. Đệ của em gục hết cả lũ rồi. Vậy thì bày ra thay nó đi. Dạ thôi, em nghĩ em ngồi cùng anh tốt hơn. Được thôi, đứng lên tiếp đi thằng chó. Đánh đi, đánh với cô ấy. Thích đánh phụ nữ lắm hả? Nãy mày đánh bằng tay nào? Đưa tay ra. Đưa tay ra mau. Hoa hồng và công à? Đúng à? Sao chỗ này lại không có? Vậy thì xăm thêm con công nữa cho hắn đi. Tao chỉ giúp mày thôi. Vậy mới đúng chứ. Đánh phụ nữ này, tự tát mình đi. Có tát không? Tát đến lúc nào bọn tao đi mới được dừng. Đi thôi, không được ngừng. Tát tiếp đi. Cô giữ thì kha. Còn phải xem là đối phó với ai nữa. Lần trước đối phó với anh, tôi chỉ dùng 3 phần công lực thôi. Thương anh đó, ghê gớm ha. Không thì bây giờ anh nằm liệt trong bệnh viện rồi. Giỏi lắm, tôi chưa từng nhận được nhiều tràng pháo tay như thế từ lúc sinh ra tới